Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của ca sĩ Như Quỳnh từng nếm trái đắng. Ly hôn khi chưa kịp mặc váy cưới, giờ hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi. Với khán giả yêu nhạc của thập niên 90, cái tên ca sĩ Như Quỳnh không còn xa lạ, thậm chí còn nổi tiếng hơn kể từ khi ra nước ngoài định cư. Xuất hiện trên các sân khấu hải ngoại, ca sĩ Như Quỳnh từng đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1991. Sau đó dùng cả thanh xuân để kể chuyện buồn bằng âm nhạc. Đến nay khán giả yêu mến giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của nữ danh ca qua nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Chuyện Hoa Sim, Duyên Phận, Chuyện Tình Hoa Trắng, Vùng Lá Mê Bay. Đặc biệt, ca khúc được nhắc đến nhiều nhất gắn liền với tên tuổi của Như Quỳnh là Người Tình Mùa Đông. Dù có nhiều cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, nhưng ở khía cạnh gia đình và chuyện tình yêu, ca sĩ Như Quỳnh gặp lắm trân duyên. Năm 1993, cô sang Mỹ ở tuổi 23 và bắt đầu đưa tiếng hát ngọt ngào của mình, của người con gái Việt đến kiều bào. Những năm đó, ca sĩ Như Quỳnh được người hâm mộ đặt cho danh xưng là Hoa hậu Bolero, vẻ đẹp trong trẻo và giọng hát trữ tình. Cũng từ đấy, chuyện tình cảm của cô trở thành đề tài được quan tâm tò mò, kèm theo nhiều lời đồn thổi. Vì điều này, Như Quỳnh từng chia sẻ, tính của tôi là từ khi còn trẻ đến giờ, ít khi nào mình lên tiếng hay giải thích, chia sẻ điều gì. Tôi không bao giờ mang chuyện bản thân kể cho người khác nghe hay hỏi chuyện của người khác. Hiện tại, giọng ca hải ngoại cho biết đang hạnh phúc trong tình yêu. Thế nhưng trước đó, cô từng lần đần khá nhiều và có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Quãng thời gian Như Quỳnh ở hải ngoại, nhiều người đồn thổi về chuyện tình cảm của cô, thậm chí nói nữ danh ca yêu rất nhiều. Có thời gian cô bị đồn yêu một chính trị gia, hai chàng luật sư trẻ tuổi. Rồi đồng nghiệp tại trung tâm Thứ Nga cũng có người cho rằng Như Quỳnh đã có tình cảm với nhạc sĩ Trúc Hồ, một giám đốc trung tâm băng nhạc tại Mỹ. Sau này mọi lời đồn đoán được dập tắt khi Như Quỳnh công khai bạn đời là kỳ sư Nguyễn Thắng. Lúc ấy, người hâm mộ trầm trồ khi thấy diện mạo chồng của nữ ca sĩ điển trai như tài tử. Thời điểm Như Quỳnh gặp nhiều sóng gió, Nguyễn Thắng đã luôn ở bên và bảo vệ chia sẻ cùng vợ. Nữ danh ca từng tâm sự, cả hai quen nhau khi Nguyễn Thắng không biết cô là ca sĩ và rất ít nghe nhạc Việt Nam. Trong mắt vợ, ông xã là người sống giản dị, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Năm 2007, vợ chồng Như Quỳnh đón con gái Đông Nghi. Tuy nhiên, dù đã có một tổ ấm, nhưng nữ danh ca chưa từng mặc váy cưới hay có một hôn lễ chính thức. Sau gần một thập kỷ hôn nhân của ca sĩ Như Quỳnh khép lại, năm 2015, nữ ca sĩ xác nhận thông tin cho biết chính mình là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Dù đường ai nấy đi, nhưng theo ca sĩ Như Quỳnh, cả hai vẫn coi nhau là bạn và rất văn minh. Anh ấy rất lo lắng và chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người là phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài, nữ ca sĩ chia sẻ. Trong một bài phỏng vấn, giọng ca hải ngoại tâm sự, tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng là sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay khi không hợp nhau. Nói thật, do tôi quá yêu nghề, cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi một món tài. Và trời đất đã cho tôi một món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ không có niềm vui lần thứ hai, nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại tôi có động lực là con gái Đông Nghi, con chính thức là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Dù kính tiếng nhưng giọng ca hải ngoại sinh năm 1970 không tránh khỏi những hoài nghi của cư dân mạng về chuyện tình cảm, nhất là về mối quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp nam, trong đó có cả danh ca Ngọc Sơn. Tin đồn xuất phát từ chia sẻ của Ngọc Sơn khi anh từng thừa nhận
yêu thầm ca sĩ Như Quỳnh rất nhiều năm về trước. Tuy nhiên, quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Giọng ca Lòng Mẹ nói, có tình cảm mình dành cho Như Quỳnh cao hơn tình yêu. Tôi dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Hồi đầu, tôi thấy rung động giống như bị sét đánh. Sau này, tình cảm đó còn cao hơn cả tình yêu, đó là cả sự ngưỡng mộ. Ngược lại, Như Quỳnh cũng dành sự tôn trọng dành cho đàn anh, thậm chí từng xem Ngọc Sơn là thần tượng. Trong một lần chia sẻ, cô trải lòng, tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé, bà bé tí tí thôi. Lúc đó, Như Quỳnh rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem Ngọc Sơn trình diễn. Chỉ ao ước làm sao để có thể một lần tận mắt thấy thần tượng mà mình yêu mến. Đối với Như Quỳnh, anh Ngọc Sơn như một thần đồng. Anh có nhiều điểm đặc biệt và cách trình diễn cực kỳ xuất sắc. Thời gian ấy, Như Quỳnh thậm chí còn phải ước mình là con trai thì sẽ bắt chước giống như Ngọc Sơn như vậy. Cũng vì tình cảm đặc biệt dành cho nhau, họ càng trở nên thân thiết và đến mức có từng tin đồn sắp bí mật kết hôn. Về sau, để tránh làm buồn lòng con gái và những ồn ào không có đáng có, Như Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận, cho biết cô chưa có ý định đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân. Từ khi ly hôn chồng đến nay, Như Quỳnh hầu như chỉ dành thời gian cho sự nghiệp, hạn chế nói về chuyện tình cảm. Cô thừa nhận mình khao khát một bờ vai để nương tựa và khẳng định nếu duyên đến thì sẽ đón nhận. Quỳnh tin là có một ngày sẽ có người đàn ông nói với mình là anh sẽ cưới em. Năm 2021, người hâm mộ lại bất ngờ khi nữ ca sĩ đã thông báo có hạnh phúc mới. Mới đây, nam ca sĩ Quang Lê nửa đùa nửa thật và tiết lộ bạn trai hiện tại của ca sĩ Như Quỳnh kém cô 12 tuổi. Thậm chí anh còn chọc ghẹo đàn chị đang chạy theo các mỹ nhân showbiz Việt khi quen những anh chàng phi công trẻ. Về phần mình, ca sĩ Như Quỳnh cho biết bạn trai cô giúp mình sống lại nhiều cảm xúc. Khi tôi gặp khó khăn, anh xuất hiện và chìa tay ra để cho tôi nắm. Anh đưa cho tôi nghe lại những bài tôi từng hát, những hình ảnh trên băng đĩa và nhắn nhủ rất nhẹ nhàng nhưng thấu tâm can. Em đã đánh mất bản thân, giọng ca, hoài bão và tất cả tình yêu thương của fan. Đừng làm gì để họ thất vọng. Lời khuyên an ủi đó đã khiến tôi phải suy ngẫm và thức tỉnh. Nữ ca sĩ nói, cả hai đã gặp nhau và bắt đầu từ tình bạn chuyển sang dần mến và thành tình yêu. Trải qua nhiều mối tình, ca sĩ Như Quỳnh cảm thấy mối quan hệ hiện tại là tình yêu đích thực. Có thời điểm cả hai yêu xa khi nữ ca sĩ trở về quê hương để tập trung cho sự nghiệp và nói với bạn trai cô khẳng định cả hai ở xa nhưng vẫn hướng về nhau.